đêm nay sẽ có một chàng trai phải chia tay những người bạn trong ngôi nhà chung. Đã có những người không nén được nỗi xúc động. Trước tiên thì cho em xin nói về đối tượng của em trước đi. Tại vì em muốn nói về người đặc biệt trước. Thì người ấy là luôn đặc biệt đối với em. Thì cho em, nếu em là người về thì em mong rằng cái người đặc biệt của em thì cuộc hành trình sắp tới luôn được vui vẻ, phải tìm được cái người mà họ mong muốn. Còn đối với tất cả các bạn ở đây, chung là 4 ngày không quá dài quá ngắn, nhưng mà anh em hãy cố gắng lên, đừng có kiểu như là đừng cố gắng thật với mình nhất, tìm không tìm được ở trong chương trình này thì mình có thể tìm được ở ngoài, nhưng mà mọi người phải cố gắng hết sức lên vì sau 4 ngày hôm nay thì chỉ còn có 3 ngày nữa thôi. Thì mong tất cả mọi người đều trong tâm thế là luôn luôn chiến đấu hết mình. Cảm xúc em hiện tại là kiểu tại vì ok, thì trong em đến chương trình này ngay từ đầu em có nói nếu như mà một trong tất cả mấy anh mà có người phải ra đi, em sẽ có sức để em giữ mẹ lại. Bởi vì á, trong suy nghĩ của em khi đến ngôi nhà chung không phải là để tìm tình yêu của mình không, mà em muốn gắn kết mọi người lại với nhau, để cho dù khi mà hết hành trình này chúng ta vẫn là gia đình với nhau. Và một người mà nói chung là cho dù mà có ra về đi nữa thì cũng xem là đây là chỉ là một cái hành trình mà để mà mình trải nghiệm thôi. Chúng ta còn dài, có thể là sau cái chương trình này mọi người sẽ gắn kết hơn nữa ở một cái hành trình khác, chứ không phải là ở đây không, vì ở đây chỉ là tạm thời, ở đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Em thấy run vì có thể người đó sẽ là mình. Nhưng mà em nghĩ lại thì luật chơi của chương trình mà, em cũng biết là các bạn cũng đã rất là khó khăn khi mà đưa ra quyết định, nên mình tôn trọng các bạn thôi. Nếu mà trong trường hợp em có ra đi thì em vẫn sẽ vui vẻ ra đi, bởi vì những cái việc gì mà em đã cố gắng làm em đã thể hiện ra hết rồi. Con người em như thế nào em đã thể hiện ra rồi. Em không có sợ bị ghét, em không có sợ bị người ta nói đánh giá em là một thằng mình ích kỷ có cái tôi cao, bởi vì đó là con người của em, quan điểm của em trong tình yêu. Và không ở đây thì ở chỗ khác, nên tình yêu của em có thể hiện gì bất cứ đâu mà. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp có ra đi thì mong các bạn còn lại sẽ tận dụng tối đa quỹ thời gian các ngày tiếp theo để thể hiện tất cả những cái sức lực cũng như là cái tình cảm của mình đến với đối phương mà các bạn đang hướng đến. Vậy thôi. Dù muốn dù không thì giây phút công bố đã đến. Ban tổ chức sẽ lần lượt đọc tên các chàng trai được giữ lại mà không đọc tên cô gái đã giữ lại chàng trai đó. Người cuối cùng không được đọc tên chính là người phải chia tay ngôi nhà chung. Người đầu tiên được giữ lại là Hồng Sơn. Vậy thì bây giờ em sẽ có câu trả lời luôn. Là Sơn. Người tiếp theo được giữ lại là Trung Vĩnh. Em thì không thích cái gì đó không thật, nhưng mà ok, em vẫn sẽ giữ Vĩnh. Chàng trai thứ ba được giữ lại là Bá Tùng. Em nghĩ là em sẽ giữ lại Tùng. Chàng trai cuối cùng được giữ lại là Y
chị phải có đâu, cái thay thái của chị người đang lớn. Nói cái vấn đề mà là chị đang nữa. Chị đang phân vân giữa anh Hậu với anh Minh, chị không biết chọn ai chứ chị đâu có nói em là em đang nói cái thái độ sau khi em chọn và em chọn Sơn, đó là quyền của em. Xin lỗi tại em, vì sau lúc khi mà chị em... vừa chọn á là lúc đó em chưa ghi, em chưa nói gì hết, đúng chưa? Thì em nói là không chọn, nhưng mà em nói là em chấp nhận chọn cái vấn đề với chị khó chịu không? Là chị chưa biết chọn người nào và bỏ người nào vì chị muốn giữ luôn cả hai, em hiểu không? Và chàng trai cuối cùng được giữ lại là Quang Minh. Kết quả đã rõ, Hậu sẽ phải rời ngôi nhà chung ngay trong đêm. Sao? Cô gái hay nhìn lén tôi. Em đã nói đó. Là anh em mình á là hiểu nhau. Em cố gắng em dùng hết khả năng của mình để em hãy em muốn anh đi tiếp tục chương trình này. Nhưng mà cái sự lựa chọn của em á ảnh hưởng tới một người khác nữa. Rồi anh hiểu rồi, ok. Nhưng mẹ anh đi nhá. Thì nó cũng mang đấy chứ. Trong lòng em lắm, thật sự em không quan tâm là anh ở tới cuối chương trình này á là anh sẽ về với ai. Nhưng mà cái em muốn là mình cùng nhau đi đến cuối chương trình này để thành một cái gia đình hoàn chỉnh như những người anh em. Mà em không làm được cái gì á. Em chỉ có một cơ hội thôi. Nên em mong anh hiểu cho em. Anh hiểu, không sao, không sao. Rồi, cảm ơn Nguyên. Rồi, em không biết nói gì nữa. Nhưng mà, không sao. Chắc là chúng ta vẫn sẽ còn gặp ở ngoài thôi. Chắc chắn. Okay. Dạ. Chào anh. Anh à, hóng rồi. Chào em. Sao tự nhiên sung vậy? Anh à, em xin chia sẻ một điều thật lòng em nghĩ với anh. Anh, trong lòng em anh là một cái mầm non giải trí á. Mầm non giải trí á. Em nói không, nhưng mà thừa biết, chị thừa biết. Biết trước kết quả rồi, chị biết luôn á. Chị phải chọn người, tại vì có lý do của chị rất là cố chương trình. Ngày mai đi chị nói với mình. Chúc anh là sẽ tìm được niềm vui của mình mãi mãi là Hậu hóm hình. Rồi, cảm ơn. Ok, cái okay. Bye bye anh mầm non vậy chứ. Bye bye. Từ mấy ta. Sao đây? Sao mấy người không giữ lại? Sao mấy người giữ tôi lại? Từ từ đã. Tôi nghĩ là mấy người sẽ giữ tôi lại chứ. Rồi, nói chung là cho em mượn tay đi. Thật sự thì em cũng cảm ơn những kỷ niệm mà em với anh đã có. Thật sự em rất trân trọng nó. Nhưng buổi kết thúc ngày hôm nay không có nghĩa là kết thúc của chúng ta ở ngoài. Vì chương trình cũng đã cho ta một cái duyên rồi. Còn cái nợ hay không thì chúng ta có thể tạo ra trong chương trình này và cũng có thể là sau chương trình. Đó. Nói chung là sau chương trình này thì em cũng chúc anh là nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong công việc. Ok, cảm ơn. Em cũng vậy nha. Có hợp không? Ok. Rồi, gần nhà. Bye bye. Gần nhà rồi Sơn. Hàng xóm. Ê, tự nhiên anh xách cái vali màu đỏ em thích luôn á. Màu đỏ là màu phong thủy của em. Anh cho thì em lấy. Bye bye anh. Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó. Vẫn còn một món đồ cuối mà Hậu phải lấy trước khi rời ngôi nhà chung. Minh và Uyên đã hộ tống Hậu trong chặng cuối này. Cảm ơn bé. Hẹn quá. Ok, cảm ơn nha. Anh hồi nãy nói câu là cái một người mà bây giờ hay nhõng nhẽo hay này kia với anh, ý là nói là không lẽ không có cái quyền đó luôn hay sao? Em nói người ta nói mình vô tâm cũng được, nhưng mà thôi mệt quá rồi, đi làm về mệt quá rồi, bây giờ anh đòi thêm gì nữa? Tiền bao nhiêu đó chưa đủ hay sao mà bây giờ còn muốn thêm nữa, là muốn thêm cái gì? Tại vì cái câu của anh thắc mắc là như vậy, nhưng khi anh gặp đúng người thì chắc chắn anh cũng phải chịu à, chứ làm sao anh thay đổi được cái chuyện đó, đúng không? Thôi bây giờ xong hết rồi, các bạn cũng đã quyết định như vậy rồi, thì mong là sau này bốn chị em vẫn vui vẻ với nhau,
nha, vậy nha. Tại vì anh của Hoàng là Hoàng hơi khá là mạnh mẽ và độc lập, cho nên là Hoàng bạn vẫn còn trẻ nhưng mà bạn quá giỏi, thành ra là đôi khi bạn lại có những cái quá tự tin. Thì thôi, cho sau này mong là bốn chị em vẫn vui vẻ với nhau nha. Anh biết là bốn chị em cũng là vì anh. Đối với anh thì những cái chuyện đó là chuyện của phụ nữ, chuyện của con gái. Nhưng mà anh cũng cảm ơn các bạn vì đã có cái sự trao đổi, tranh luận để giữ lại được anh như vậy. Thì thôi, xong hết rồi, anh cũng vui vẻ. Anh nắm tay quá, anh bên anh khó chịu. Anh không khó chịu. Sao? Sao 3D1 mẫu định? Mẫu định. Ok, rồi, rồi. Anh em, mãi hàng xóm. Sơn gần nghe. Bắt tay cái quyển ạ. Cố lên. Rất là dễ thương nha, ra đây không mang dép. Thôi rồi, quay cận cảnh cái khúc này giùm em. Ra đây này em không mở dép luôn. Rồi, rồi, khán giả sẽ thấy okay. Tình cảm. Tối ngủ, tối ngủ đừng ngáy nha. Tối ngủ xích lại nha. Xích lại, đừng có mộng du nữa. Kìm hãm con quái thú trong người lại. Quái thú. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ôi trời ơi. Hoàng không có match được lệnh với em, không có hợp khớp lệnh với em. Bởi vì em là người có cái tôi quá cao như vậy. Thì buồn chứ. Tại vì cũng cảm thấy hơi tổn thương. Bởi vì mình thấy là người con gái này họ hơi nhạy cảm. Có lẽ là hơi có một chút xíu thiếu kiên nhẫn nữa. Khá là buồn. Bởi vì mọi thứ em chuẩn bị cho một chuyến đi Bến Tre và sẽ có rất là nhiều cái kỷ niệm đẹp với cái người mà em nhắm đến, thì lúc này em không còn cơ hội để thực hiện nữa. Một lời cuối cùng mà mình muốn gửi đến Hoàng là Hoàng là một cô gái khá là nhỏ tuổi, nhưng cô ấy có những cái thành công riêng nhất định. Thành ra là cô ấy có cái tôi và có cái lập trường riêng khá cao. Không phải là dạy đời hoặc là khuyên bảo gì hết. Chỉ mong rằng là bạn tiết chế lại cái sự mạnh mẽ của mình, thay vào đó là cái sự khôn ngoan của một người con gái khi mà ở bên cạnh một người đàn ông. Hãy nhớ một câu là đàn bà thì như cây trầu, còn đàn ông thì như biển sâu nước rộng. Chúng tôi mặc dù im im, điềm đạm, ít nói vậy thôi, nhưng mà có những vấn đề tôi hiểu sâu hơn các bạn. Thành ra là mong các cô gái có thành công sớm như Hoàng, hãy hiểu giúp điều này để đàn ông chúng tôi có cơ hội được dẫn dắt và nảy sinh tình cảm với bạn. Sáng hôm nay, 8 thành viên còn lại của ngôi nhà chung sẽ bắt đầu một chuyến picnic dài ngày đến Bến Tre. Vì chặng đường khá dài nên để tiết kiệm thời gian, các thành viên đã ăn sáng ngay trên xe. Rồi đút, đây thì có cho thằng em ăn, thằng em đút cho con nhỏ khác ăn. Ghê. Thử anh em. Dầm trong tiệm. Đút cho chị là có người quýnh mồm đầu luôn á. Nó nói thì chị em mà, có gì đâu trời. Với tính năng EKYC, xác thực hình ảnh pickable cho bạn smart thật, sẽ chi thật. Chặng đường thật dài, may cho các cô gái là họ đã có những chỗ dựa rất êm ái. Càng gần điểm đến, những con đường càng nhỏ dần và những hàng dừa che bóng mát hai bên đường cho thấy một điều là Bến Tre đây rồi. Điểm đến của ngôi nhà chung là Cocoland Homestay, một khu nghỉ dưỡng sinh thái mang đậm nét miền Tây Nam Bộ. Đi chuyển đây. Trời, mạnh mẽ quá à. Thôi, xuống nè. Đúng chất luôn chung này. Thôi, có. Nó học đi, gắn học. Không có. Con bò vĩnh căng hết. Mọi người dọc bốn cái lên đây. Trời ơi, đi mà dấp. Tại cái chỗ đó nó bị dấp thôi. Chị bị dấp rồi bé. Các cô gái sẽ được ở hai căn phòng sang trọng với hồ bơi ngay trước cửa. Còn các chàng trai sẽ được ở trong một căn phòng đậm chất dân dã Nam Bộ. Như hưởng tuần trong mặt. Wow.
trốn nào không cách này nó khác quá à. Nhưng mà nó thoáng. Tím mộng mơ dành cho những người già đi. Không ấy, bên này ba đứa nằm được không? Tím cái màu bên kia có thể cho tím mộng em mà. Không. Tím mộng mơ dành em cho em nói cái gì vậy? Chị nghĩ em thích màu đó đó. Không hề. Vui à. Ở đây nè. Đổi không? Đổi. Bưng hai đầu tiên là chúng ta phải review toilet trước à. Đúng. Anh em ơi, vô đây. Tuyệt vời. Tự nhiên ghi review toilet. Không, review phòng tắm thôi à. Cái tấm này là giống như tấm trời vậy đó. Lúc gì đó. Đổi phòng được không? Em muốn qua đây đúng không? Để em qua đó, em qua đây. Đi. Vô anh đó. Hôm nay giờ em làm dạy luôn, không đi nữa. Em làm dạy, em không đi nữa. Cái giường này anh Minh nên không nên nằm cái giường ngủ. Minh Minh, đây là của anh này. Đây là anh này. Đây là chỗ của anh nhưng mà chỗ của anh nè. Ôi mày đứa. Anh già rồi. Anh già rồi. Anh cần có một cái nệm mới thật là êm. Nhưng mà cái trên em mà nó lỡ. Khoan. Nó cao không? Ở bên này nó cũng hơi cao, em nghĩ dưới này nó hợp hơn. Hay là em muốn giữ cửa? Em hết lơ xe tới giữ cửa thì mà em chỉ chỗ địa điểm hợp lý quá vậy. Xin chào các bạn, chào chương trình lớp hao mùa 18 đã đến với Coco Land. Thì chị tên là Phúc Minh, chị sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng ở đây ha, nói về cái Coco Land. Cảm ơn chị. Yeah. Chỗ chị là phân ra thành 3 khu vực. Ở phía khúc dưới này là dành cho khu vực ăn uống. Còn khu vực trên này là sẽ vui chơi, hồ bơi với lại nghỉ dưỡng ở trên này. Có vườn trái cây sinh thái thì có nhiều bưởi chôm chôm, hay là tới mùa thì sẽ có sầu riêng, nhiều loại trái cây phong phú khác nữa. Ở đây thì khi mà lên đây tắm hồ bơi thì sẽ có những cái ghế thư giãn buổi sáng phơi nắng, là ngồi ở đây đàm đạo cà phê trà đó. Đây là những cái căn nhà gỗ gọi là nhà tình yêu dành cho những cặp tình nhân. Anh nghĩ sao sơ? Anh thì ok thôi, đi thôi. Bọn em đi sao? Sao? Em ngó nghỉ thôi chứ em đâu có nói đi đâu. Ủa? Đi cái gì? Không à. Ồ. Nó giống như kiểu trên Đà Lạt luôn chị. Đúng rồi. Wow, đó là cái phòng rất là lãng mạn. Nó là một phòng. Mấy đứa này nó vô chị chị đừng cảm thấy bỡ ngỡ như vậy. Cái khu vực này mình sẽ trồng hoa cho khách vui chơi. Còn bên đây là trồng rau sạch. Khi khách tới đây là sẽ sử dụng những luống rau sạch này. Qua đây thì chị trồng những cái loại cây là để mình ngâm chân á. Sau một buổi tham quan, không gì tuyệt vời hơn là được ngâm chân bằng nước thuốc được nấu từ chính những lá thuốc trong vườn. Nóng quá. Hơi nóng. Hơi nha. Ôi, nóng quá. Ủa, sao nãy hồi nãy vừa nó tiêu. Thì đó, nhẹ từ từ thôi. Nóng. Đây quả là một dịp tốt để các chàng trai thể hiện sự ga lăng của mình. Dù rằng tay nghề massage của các chàng còn chưa được chứng nhận. Ủa cái gì vậy? Quen rồi đúng không? Chưa. Đâu? Để xong xuống. Được. Anh phải từ từ. Sướng. Sao á, chứ em thấy rất là bình thường luôn á. Anh không có cộng lông nữa chứ mà nó một đống. Không có lò. Người ta hay nói là lông nhiều thì sẽ vận động mạnh hơn. Thì nếu như ít lông thì chị tự hiểu rồi chị Yên à. Cái đó là chỉ có hai người tụi tôi tự biết với nhau, ok. Không cần phải ai bàn tán nữa đâu. Đâu phải tự nhiên già mà không có nửa đời. Chưa tới bây giờ chưa chắc, đúng không? Đâu phải tự nhiên. Em khẳng định một câu cho người ta phục mình coi. Là sao? Bên kia kêu là đến giờ này vẫn còn chưa chắc kìa. Đến giờ này vẫn còn chưa chắc hả? Thì đúng vậy mà. Khẳng định rồi đó. Cái suột này đừng nói lại nha. Con à, thấy đau quá. Tự nhiên thấy đau quá. Ủa mình cần gì phải nói vậy trời? Sao mà cứ bắt tao phải nói vậy trời? Đúng rồi. Ủa ngay từ đầu là em nói em thích hành động chứ em nói thích lời nói. Đúng. Đúng sao lại có thể nói. Anh xin lỗi. Xin lỗi thì gửi chân.
Đây em bóp cho cha luôn. Không. Đây em bóp cho. Em biết massage. Làm được không? Đáp lại sự ga lăng của các chàng trai, các cô gái cũng trổ tài. Trời ơi, đừng bấm huyệt nha. Bấm huyệt liệt chân. Thế này nó hợp. Con bác sĩ. Một mà nó chết, nó chết anh. Hai là nó cưa luôn. Chứ không, không có bấm huyệt đâu. Rồi, em hiểu số phận của em chưa Tùng? Thôi. Được rồi, bình tĩnh. Bình tĩnh. Đây là bấm huyệt. Bình tĩnh. Đây là bấm huyệt. Bình tĩnh. Đây là liệu không. Pháp mạnh. Không, mình cứ bình tĩnh. Có tác dụng nhanh hơn. Mình cứ bình tĩnh, mình cứ từ từ. Thiệt á, thật sự là ngàn năm có một khoảnh khắc này á. Đúng rồi. Thiệt đó, em chưa bao giờ phải phục vụ cho ai hết á. Bữa nay có anh hả? Mẹ coi chắc mẹ nó có hiếu dữ lắm ạ. Có hiếu mà. Đau bụng đẹp. Cái gì đau bụng đẹp? Không, đang tính nói mà thôi. Chúng ta đi xe đạp thôi. Sau buổi ngâm chân, các cặp đôi sẽ có một khoảng thời gian tự do hẹn hò và khám phá không gian nông thôn xung quanh đi. Anh nghĩ sao về cái vấn đề em chở anh? Thì đó, thì anh kêu là anh chở em không chịu. Thì anh nghĩ sao về em? À, nghĩ sao hả? Ừ. Em là một người phụ nữ... Con gái. Ừ, một người con gái đàn ông. Mạnh mẽ chứ sao đàn ông? Một người con gái mạnh mẽ. Thế anh nói rồi, anh thích là bởi vì cái cá tính của em, cái sự mạnh mẽ của em. Nhưng trong đó nó vẫn rất là bánh bèo nha. Không, nhưng mà bánh bèo đối với đúng đối tượng của mình là được, đúng không? Cũng đúng. Ừ. Chứ mạnh mẽ ở ngoài đủ rồi. Vậy là trả công hồi nãy bóp chân đó nha. Ok. Lâu mà dữ rồi em mới đạp xe đạp luôn á. Anh cũng lâu lắm rồi mới được có ngồi sau xe đạp. Nhưng mà lần đầu tiên được một người con gái chở. Mẹ là một người con gái mình thích. Nhìn ghê quá. Thấy ghê thiệt á. Tự nhiên xong cái hồi sáng này lúc anh vô trong thang máy anh có nghe không? Ý là nói với Sơn á. Ừ. Là chọn vậy thôi chứ thật sự không có tình cảm như hết. Nói để cho Sơn biết trước. Thì làm vậy chi? Lúc đó thằng Sơn em nói thiệt, cái mặt nó đưa ra luôn á. Đúng rồi. Sượng chứ. Thì phải sượng chứ sao không? Đương nhiên. Chả kèo đi, chả kèo đi. Chả kèo mà chỗ này nó hơi gập ra. Thì cứ trả đi. 15 bài nha, ráng trả hết hôm nay nha. Em sẽ phạt Mai hát cho em nghe đủ 20 bài. Hả? Không quá. Đây là hình phạt. Trời luôn yêu anh bớt anh mỗi lúc bên chân. Nghe chỉ là chưa nói lên. Ủa? Anh nghĩ sao? Ủa? Đang nghe hay mà. Hết rồi. Anh nghĩ là mình nên phạt trả bài tiếp đi. Kỳ quá à. Chiều nay Tùng và Mai trở nên thân thiết hơn những ngày trước rất nhiều. Khoảng cách cả hai đang dần thu hẹp lại. Anh là người đàn ông may mắn nhất trên cuộc đời này. Đi quên lời rồi, đợi xíu để nhớ lại nha. Anh có suy nghĩ nếu mà lỡ như mẹ từ đây tới 2 ngày nữa mà lỡ xảy ra chuyện gì sao? Không phải, ý nói là kiểu như nếu như có chuyện gì không vui giữa hai đứa thì sao? Nói thật ra này, hai con người mới gặp nhau được có vài ngày, ngay lập tức để mà hoàn thiện với nhau cùng nhau 100% giống như chị Giang qua nói á, thì là đều không thể. Đương nhiên nó sẽ có những cái chuyện mà em không thích ở anh và anh không thích ở em. Quan trọng là chúng ta có nói thẳng với nhau để giải quyết vấn đề đó hay không. Nói chung là anh là thằng nói nhiều đó, anh xàm đó, nhưng mà anh cũng tâm lý chứ bộ, kinh tế chứ bộ, đúng không? Vậy thì ngày mốt mà lỡ nếu như mà tỏ tình em không đồng ý, anh suy nghĩ sao? Anh phải tiếp tục anh tấn công. Ủa là vậy luôn hả? Ủa em tấn... Anh nói nghe này, 7 ngày khi mà anh tấn công ở đây của em chưa được, không đồng nghĩa với việc là sau chương trình anh không được phép tấn công em. Địa chỉ nhà của em anh biết rồi. Chứ rồi xong sao chương trình chắc đổi vậy, chỉ nhà quá. Tây muôn cà li mi xuống, nhiều người nhìn qua đèn. Anh không nói tin Hàn Quốc, chỉ biết nó xa. Ran hè lỡ đứng một mơ em đi đâu mất. I'm for love. Khác với cặp đôi Uyên và Minh,
Tùng và Mai khi bên cạnh nhau chỉ có những cái nắm tay và những bài hát dài vô tận. Thôi, bỏ lời. Cũng ngựa nữa. So I say a little prayer and hope my dream will take me there. When the sky are blue, see you once again, my love. Vậy em hỏi lại sao anh thích em? Nhiều cái lý do lắm. Nhưng mà cái gì vậy? Cái năm chăm sóc người yêu hết khe là em chưa có ok lắm đâu. Thật, nếu mà quen em khổ lắm luôn á. Cái vấn đề mà quen em khổ hay không thì phải rõ là cái người đàn ông đó có đủ sự ảnh hưởng và đủ sự quan tâm để mà em cùng với người đó cùng nhau thích khe nhau hay không. Chứ không phải là vấn đề là bởi vì em dở lắm đâm ra là thế này kia. Nhưng quan trọng là người kia phải như nào đó thì em mới dở. Chứ còn nếu như người kia tuyệt vời thì em dở đâu có được. Ủa này em chạy nhanh quá, sao anh chạy chậm vậy? Chạy chậm để nói chuyện được dài hơn. Nói chung là em cứ thoải mái trong cái suy nghĩ của em. Anh sẵn sàng cùng với em vượt qua tất cả. Có nghĩa là anh không có hứa là sẽ vượt qua được cùng em bao lâu. Nhưng khi còn tình cảm thì anh vẫn sẽ cùng với em vượt qua. Vậy khi nào mà anh mới hết thích em? Bây giờ mà nói cái câu nói đó thì lại nó lại vào cái tình trạng đó là... Là gì? Là sao ta? Là sao? Mình... nói về cái chuyện tương lai là quá sớm cái vấn đề đó. Ý là không, ý là em hỏi khi nào là em làm cái gì anh mới không thích em á. Khi nào em làm cái gì mà để anh không thích em nữa hả? Làm cái gì rồi ta? Bạn bè làm gì đấy? Làm cái gì mà không thích? Chị là tay lái lụa số 1 Nha Trang em à. Em muốn lái chị. Em muốn lấy chị, em muốn lấy chị, em muốn lấy chị. Thôi chờ, mà bây giờ là chị bị đến hoàng hôn rồi. Bây giờ là hoàng hôn á, nhưng mà chị chỉ muốn được em hôn thôi. Bây giờ là hoàng hôn á, nhưng mà chị chỉ muốn được em hôn thôi. Hey, hey. Tưng tưng đi xe đạp em thấy sao? Em thấy vui. Sao vui? Đi xe đạp với chị thì cái gì cũng vui. Vậy vậy là tức là em thích cái cảm giác mà bị lạng lách đúng không? Không. Đánh giọng. Không, thật ra là em thích cảm giác với chị, làm gì với chị cũng được. Rồi. Bye. Bye bye. Tùng và Mai ngày càng thắm thiết bên nhau. Chuyện Minh và Uyên đang diễn tiến rất tốt đẹp. Trâm Anh cũng đã mở cơ hội cho Vĩnh. Chỉ có Hoàng và Sơn là còn đang loay hoay.